Xin chào các bạn, mạng 4G hiện đang rất nóng trên các diễn đàn công nghệ và thực sự là đang khuấy động những cư dân mạng như tất cả chúng ta. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm những tính năng vượt trội của 4G với một mức chi phí thật hợp lý và tiết kiệm nhất chưa? Phần lớn người sử dụng data di động tại Việt Nam nói chung và khách hàng của Viettel nói riêng đều sử dụng theo cách đăng ký các gói data, tức là đưa ra cách giới hạn mức độ sử dụng dung lượng data trên điện thoại mỗi tháng và cố gắng kiểm soát chi phí trong mức data đó. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta lại không thể kiểm soát được những ứng dụng đang âm thầm ngốn hết dung lượng của chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách đơn giản để hạn chế các ứng dụng ngốn dung lượng data nhiều nhất nhé. Facebook. Càng ngày, bạn bè chúng ta càng thích upload video clip lên Facebook để khoe, để chia sẻ và để thể hiện một góc nhìn của mỗi người. Trong khi đó, nhiều khi chúng ta chẳng có ý định xem clip nào đó, thì chúng ta vẫn cứ thấy Facebook play video đó một cách tự động. Tin tốt là chúng ta có thể tắt tính năng này bằng cách vào thiết lập trên ứng dụng Facebook, chọn phần video và ảnh, vào mục cài đặt video, chọn không bao giờ tự động phát video. Vậy là bạn đã tự chủ với data trên Facebook rồi. Instagram. Đây là ứng dụng chia sẻ hình ảnh cực chất mà giới trẻ sử dụng thường xuyên, mỗi ngày. Với ưu điểm tốc độ tải ảnh cực nhanh khi vừa kéo màn hình, người sử dụng ứng dụng Instagram sẽ có trải nghiệm vô cùng tốt. Tuy nhiên, chính việc tải rất nhiều hình ảnh tiếp theo, kể cả những file ảnh chất lượng cao, kích thước lớn sẽ âm thầm ngốn dung lượng data. Để khắc phục, bạn hãy vào ứng dụng, vào tùy chọn, sau đó vào sử dụng dữ liệu di động và chọn dùng ít dữ liệu hơn. YouTube. Bạn xem YouTube thường xuyên và đôi khi lại quên rằng mình đang không dùng mạng Wi-Fi, hoặc bạn muốn giới hạn chỉ xem video chất lượng cao khi dùng Wi-Fi mà thôi. Trong trường hợp đó, hãy vào trong cài đặt, chọn chỉ phát HD trên Wi-Fi. Đồng thời kéo xuống chọn thêm, chỉ tải lên qua Wi-Fi. Google Maps. Ứng dụng này khi sử dụng sẽ tải rất nhiều thông tin về máy, đặc biệt là hình ảnh theo thời gian thực. Nếu bạn không cần thông tin về traffic, hãy tắt nó đi để giảm bớt việc tốn dữ liệu. Sau khi nắm bắt các mẹo trên, chúc các bạn luôn hài lòng khi tận hưởng thế giới công nghệ và đặc biệt hài lòng với mạng 4G Viettel, mạng 4G siêu tốc độ, vùng phủ rộng khắp.